Ok, hello mọi người, và mình vừa mới đi tắm xong. Thì mình đã nổi hứng quay cho mọi người cái video này, là mình sẽ review cho bạn cái con 1821 Manmade bản clay. Thì ở những cái video trước mình đã review cho bạn một cái sản phẩm của 1821, nhưng mà nó là bản paste. Thì cái bản đó thì nó hơi ẩm và nó hơi mượt. Thì cái bản clay này nó là một cái sản phẩm nó trái ngược hoàn toàn so với cái bản paste lần trước, là nó khô, hút dầu và nó khá là ngon cho tất cả các mùa, theo như mình thấy là như vậy. Về cái lọ này thì như các bạn đã từng xem một cái video review con paste trước rồi, thì mình đã mua cái sản phẩm này tại Tony Wok, một trong những cái địa chỉ bán sáp vuốt tóc khá là uy tín, và mình cũng hay thường xuyên mua sáp vuốt tóc ngoại ở đây. Chắc là mình sẽ review nhanh về thiết kế cũng như đóng gói của sản phẩm thôi, bởi vì là ở video trước mình đã review chi tiết rồi. Với cả do là đầu mình đang không vuốt tóc ấy, nên là mình hơi tự ti một chút. Thì về cái thiết kế của sản phẩm thì nó y hệt như cái lọ paste vừa rồi, vẫn được đựng trong một hũ thủy tinh. Ở mặt trước có in label ghi chữ clay, đánh dấu luôn đây là một sản phẩm clay khá là to, 56g, tương đương với 2 ounce, và nó có thể, theo như mình thấy thì nó có thể dùng được khoảng nửa năm cho tới 8 tháng đấy, nhưng mà các bạn dùng nhiều. Thì về cái mùi hương trên cái lọ clay này có ghi là sweet tobacco, thì đây là một cái mùi thuốc lá ngọt, như ở cái lọ paste kia thì nó giống hệt nhau. Bây giờ thì mình sẽ sấy tóc, sau đó thì mình sẽ apply và review cảm nhận chi tiết cho các bạn về cái con này. Mọi người lưu ý là trên tóc của mình hiện tại thì không có một cái sản phẩm hỗ trợ nào cả. Bây giờ thì mình sẽ chia size, sau đó thì sẽ sấy tóc theo như bình thường mình vẫn hay sấy thôi. Mình nghĩ là mọi người cũng rất ít khi được thấy mình không có tóc, mình để tóc bình thường ấy. Bây giờ mình sẽ sấy tóc vào lên. Và mình đang để lại tóc Modern Pompadour, cho nên là cái độ dài nó vẫn hơi kiểu nửa ngắn nửa dài, nó chưa thực sự là dài lắm mà nó cũng không hẳn là ngắn lắm. Thì đây là tóc của mình sau khi đã sấy chay, không có sử dụng một cái sản phẩm pre-styling nào cả. So với kiểu tóc Modern Pomp thì nó phao khoa cũng khá tốt rồi. Và bây giờ thì mình sẽ mở ở bên trong để cho bạn có thể cảm nhận rõ hơn về chất sáp cũng như là mùi hương. Và về cái mùi hương này thì mình thấy là nó khá là giống với cả con paste kia. Một cái mùi hương sweet tobacco cũng khá là thơm. Mình cũng rất thích cái mùi này. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cho các bạn để các bạn có thể cảm nhận rõ hơn về cái chất sáp của nó. Và đây là chất sáp của sản phẩm, nó sẽ khá là giống với cả cái kia. Bây giờ thì mình sẽ lấy sáp ra để cho các bạn có thể cảm nhận rõ hơn về con 1821 Manmade Clay này. Thì cái lấy sáp của nó mặc dù ấy nó là clay nhưng mà nó break down, scoop out ra rất là dễ. Các bạn có thể thấy là mình lấy ra rất đơn giản. Bên mình sẽ break down tay cho bạn có thể cảm nhận rõ là nó dễ như thế nào. Mình cảm tưởng như nó chỉ là một cái lớp kem ấy, một cái lớp kem mỏng mà các bạn xoa tay thôi. Bên mình sẽ lấy thêm một chút nữa, bởi vì lâu của em mình hơi ít. Mình sẽ lấy thêm khoảng một nửa nữa. Ok, để mình break down vào tay. Bây giờ thì mình sẽ xoa đều nó. Khi mà break down thì cái mùi hương nó tỏa thoang thoảng, cũng khá là thơm, mùi hương nó tỏa thoang thoảng thôi, nó không quá là mạnh. Bây giờ thì mình sẽ break down lên tóc. Cái cảm nhận đầu tiên của mình ấy, khi mà break down cái con này lên tóc ấy, là nó khô ngay lập tức. Có nghĩa là cái chất sáp này nó ăn ngay vào đầu của mọi người, nó bám ngay vào tóc của mọi người lập tức luôn, chứ nó không bị mất thời gian những cái sản phẩm kia. Và nó làm cho tóc mình nó khô lại luôn, nó khô đét lại luôn ấy. Nhưng mà mình thấy là đây là một cái độ khô, nó không phải là khô kiểu hạn hán, kiểu như là mấy cái con quicksand của Hennifico, thì nó khô quá. Lấy thêm khoảng một nửa scoop nữa để mình cho vừa cả một đầu mình, bởi vì là nó ăn vào tóc mình nhanh quá. Ok, mình sẽ break down nốt cả đầu. Và cái cảm nhận đầu tiên khi mà các bạn vừa bút sáp lên tóc ấy, thì nó sẽ có một cái độ khô cũng khá là khô. Chính vì khô như vậy cho nên là nó lại lên form tóc của mọi người rất là nhanh. Đây, như các bạn có thể thấy luôn, mình vuốt lên phát là nó đã lên form rồi. Còn như những cái sản phẩm wax khác hay là những cái sản phẩm paste, thậm chí là kể cả những con clay ấy, thì các bạn vuốt xong cũng sẽ phải đợi khoảng tầm 20, 50, 1 tiếng thì nó mới ăn vào tóc của mọi người. Còn cái sản phẩm này vuốt xong phát là đây. Và một cái đặc điểm thực sự rất là đặc biệt của con 1821 clay này là nó không để lại vụn trắng.
Như các bạn có thể đã biết hoặc là chưa biết ấy, thì đối với những cái sản phẩm clay khác, khi mà các bạn vuốt lên tóc ấy, nó sẽ để lại cho các bạn vụn trắng, nhìn nó như kiểu là gầu ấy. Còn riêng cá nhân con này nhá, không hề bị vụn trắng. Mình đang cảm thấy khá là thích thú về con này vì là nó không để lại vụn trắng ở trên tóc của mình. Nhưng mà mình vuốt một số con mình không tiện nhắc tên ở đây, nó có để lại vụn trắng một chút, cho nên là nhìn đầu của các bạn sẽ cảm giác nó cứ bẩn 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 ấy. Để mình vào gần hơn để cho các bạn có thể cảm nhận rõ hơn là nó không hề bị vụn trắng. Và ok, tóc mình cũng đã khá là đẹp rồi. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi về chi tiết của sản phẩm này. Thì đầu tiên như các bạn có thể thấy ở đấy là cái chất xác của nó cực kỳ là dễ lấy. Mặc dù nó clay nhưng mà chất xác của nó không hề clay, không hề đất sét một chút nào cả. Nó lấy ra rất là dễ. Về cái mùi hương khi mà mình break down tóc ấy thì thấy là nó tỏa thoang thoảng. Nó không tỏa quá là mạnh so với con paste kia mà nó chỉ tỏa thoang thoảng một chút thôi. Mình nghĩ nó là clay cho nên là cái mùi hương của nó cũng sẽ bị giảm bớt đi một chút. Nhưng mà không sao, nó vẫn rất là thơm. Và cái mùi sweet tobacco ấy, nó vẫn cứ thoang thoảng quanh quanh đầu mình. Và như các bạn có thể thấy luôn ở đây là sau khi mình vuốt xong, volume lên rất là căng, texture cho ra khá là nhiều. Mình chỉ cần lùa tay nhẹ thôi là texture nó cũng tự auto là ra những loại texture rồi. Nên là mình cảm thấy nó khá là ổn so với con clay này. Và nếu như mình chọn giữa con paste và con clay này thì mình sẽ chọn cả hai. Mình sẽ mix giữa con clay và con paste lại bởi vì là nó một con là độ khô, một con là thiên ẩm. Nó sẽ bù lại cho mọi người được cái một cái độ khô ẩm được cân bằng thì có thể là các bạn sẽ nhìn nó sẽ ok hơn. Nhưng mà không sao, nếu như các bạn chỉ có một trong hai lọ thì đấy, nên mình nói rồi là vẫn cứ rất là đẹp, vẫn cứ rất là ok. Về cái độ kết dính của nó thì mình cảm thấy nó là một cái độ kết dính vừa đủ, nó không quá là nhiều. Chính vì nó vừa đủ ấy, cho nên là đầu của bạn sẽ được một cái độ texture đẹp. Và cái cảm nhận của mọi người nó sẽ kiểu như là flexible, nó kiểu như là cảm giác những cái sắp tóc này nó rất là linh hoạt. Như các bạn có thể thấy là clay nhưng mà nó đóng form, nó không hề đóng form cứng như những con clay khác mà nó vẫn có thể, các bạn có thể restyle đúng một hiểm các thứ thoải mái và các bạn restyle lại đây. Vậy mình cảm thấy như con clay này nó không cố định cho bạn một cái kiểu đầu đâu. Bởi vì là ví dụ như những một con clay khác ấy, khi mà các bạn vuốt xong là đầu các bạn sẽ đóng cứng lại. Còn con clay này nó sẽ đem đến cho các bạn một cái cảm giác gọi là flexible, ở một cái cảm giác nó rất là linh hoạt. Ví dụ như mình đội mũ thì mình sẽ bị bẹp hết tóc này đúng không? Thì sau đó các bạn có thể restyle lại một chút thôi. Mình đã từng test rồi thì mình thấy là restyle lại nó sẽ giả lại cho các bạn như lúc các bạn mới vuốt luôn. Các bạn lưu ý là như lúc các bạn mới vuốt nó, chứ không phải là chỉ 7 phần hay là 6 phần như những cái sản phẩm khác đâu. Thì về cái độ giữ nếp của nó thì mình thấy là nó giữ nếp cũng khá là kinh điển, kinh khủng đấy. Mình có vuốt từ tối ngày hôm nay, sau đó thì đến ngày mai mình mới gội đầu mà form tóc ở trên đầu mình cũng phải khoảng tầm 6 trên 10 so với lúc mình mới vuốt. Nhưng mà một cái điều mà mình thấy là thực sự là đúng chỉ có những con clay nó đem lại là cái độ khi mà các bạn lùa tay này, nó sẽ hơi có một chút cảm giác nó hơi kiểu rít rít, nó hơi kiểu cảm giác bị đau tóc nhưng mà không đến mức quá là đau. Cái con sáp clay này mình thấy là nó khá là nhẹ ở trên đầu mình, mặc dù là mình đã vuốt khoảng tầm 1,5 scoop tương đương với 1,5 đốt ngón tay ấy, thì mình thấy là nó khá là nhẹ. Mình nghĩ là nó phù hợp với đại đa số những cái kiểu tóc hiện tại và những cái chất tóc hiện tại như là tóc mỏng trung bình và tóc dày thì cái con clay này có thể cân hết luôn. Còn nếu như mỏng mà thưa ấy, thì chắc là sẽ không sử dụng được con này đâu. Và thỉnh thoảng thì mình cũng hay mix giữa con clay và con paste lại với nhau, mình hòa với nhau xong mình vuốt lên tóc thì mình cảm thấy là một cái cảm giác rất là lạ. Nếu như các bạn muốn thì hôm nào mình có thể làm review chia sẻ về mình mix hai con đó như nào và khi mà cảm nhận nó sẽ như thế nào. Và về link cái sản phẩm mua này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới. Các bạn có thể bấm vào đó để biết thêm về 1821 Manmade và cũng như là Vietnam Pomade nhá. Và nếu thấy hay thì mọi người nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.